Con xin trân trọng kính chào Đức Thượng Tọa và xin kính chào quý vị các bạn ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật vui vẻ, bình an và tràn đầy hạnh phúc bên những người thân thương. Sau đây chúng tôi xin trình bày bài phẩm Nỗi buồn làm tôi. Now you
Καλό είναι, έχει το δουλειά.